Like a passion fruit asteroid colliding. Hoàng Vinh và Duy Cường xin kính chào các anh chị em nhà Facebook. Thì thường thường là ngày thứ bảy như thế này thì Hoàng Vinh và Duy Cường sắp bộ là bộ khoảng 4 giờ, nhưng nhiều khi hai đứa hứng quá thì vô 3 giờ để mà ca những bài nhạc mà chúng mình thích, mà trước khi các anh chị em nghệ sĩ đến, để mà không có bị những cái sự yêu cầu bất đắc dĩ cả những bài nhạc mình không mình thích, nhưng mà không có được thổ lộ cái tâm sự của mình, thì mình chọn những bài nhạc mình thích để mình ca trong những thời gian này. Bây giờ thì 2 giờ ở California, tức là 4 giờ sáng ở Việt Nam thì rất là sớm. Mà Vinh không nghĩ là ai đã thức giấc mà vào đây mà coi mà Vinh Duy Cương. Thì những người có mặt trong lúc này thì gọi là early bird, có những tiếng Mỹ gọi là con chim mà sáng, con chim mà đi lúc nào cũng ăn đêm sáng mà kiếm cơm mồi ngon. Thì những người thức giấc giờ này, giờ này mình cũng nhiều người ở xứ Mỹ ta gọi giờ này là cái giờ graveyard shift, tức là cái giờ mà nghĩa địa không có ai dậy cả. Mà thôi, Vinh Duy Cường cứ vui chơi với các bạn. Mặc dù là bây giờ mà Vinh biết là không có ai hết, nhưng mà thôi, biết đâu như chị em Út Nguyễn nè. Em Út Nguyễn thường thường là coi xong show mà Vinh Duy Cường xong rồi lại mở lại và coi lại. Thì những người mở lại và coi lại sẽ thấy những bài nhạc mà Vinh Duy Cường ca đầu tiên, để mà giúp vui chương trình không thể chờ đợi các anh chị em nghệ sĩ khác đến. Bây giờ vui nha, mình không nói gì nhiều. Thì chủ yếu của mình giờ này giờ ca nhạc chứ không phải giờ nói. Bây giờ ngoài giờ Vinh sẽ ca một lúc 60 bài luôn. Có những bài các anh chị em yêu cầu, có những bài các anh chị em không yêu cầu. Không yêu cầu là tại mà Vinh thích bài đó mà ca. Yêu cầu là tại vì sự yêu cầu của quý vị, thì để mà vui lòng cho các anh chị thì bọn Vinh ca những bài nhạc này. Sẽ có bài, hai bài của em Út nhé. Bây giờ chúng ta hãy vô đi Duy Cường hả. Và mở màn bài đầu tiên thì bọn Vinh ca một dọc luôn, 6 bài luôn. Bài đầu tiên sẽ là Paris có gì lạ không em. Lòng mình là hương cơm, chả biết tay ai
lá sen. Có gì là không em, mai anh về em có con ngoan. Mùa xuân hoa lá vương đầy non, em có tìm anh trong cánh chim. Paris có gì là không em, mai anh về giữa bên sông Sen. Anh về giữa một dòng sông trắng, là áo sương mù hay áo em. Anh sẽ cầm lấy đôi bàn tay, tóc em anh sẽ coi là mây. Ngày sau hai đứa mình xa cách, anh vẫn được nhìn mây trắng bay. Paris có gì là không em, mai anh về mặt vẫn lanh đen, vẫn hỏi lòng mình là hướng con. Chả biết tay ai làm lá sen, 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 chả biết tay ai làm lá sen. Ô, chào anh bạn Nicholas Vũ từ Los Angeles phải không anh? Hôm nay mà đến Duy Cường vô sớm là tại vì chị sẽ xíu nữa là từ này chạy sâu ở hơi xa ở nhà hàng Navi sơ xíu cho vui với bạn bè. Chưa có dám mời ai, chưa có em nói gì, chỉ có biết là vui chơi văn nghệ chuyện này mà thôi. Thì trả lời anh là Hòa Vinh Bình Duy Cường chỉ là một cái sân khấu nho nhỏ trong gara chơi các bạn mà thôi. Covid mà anh đâu có cho tập hợp gì nhiều, nhưng mà chiều nay là coi như Covid bắt đầu rộng mở thì chúng em chơi ở trong nhà hàng. Bây giờ chỗ ba tiếng hồ là cho em chạy rồi nhá. Bây giờ bài nhạc thứ hai cứ vô Duy Cường. Tác phẩm tầm phần thực hành. Người có thương thân tôi nghệ sĩ thì đừng có thương như thương hại đời, và đừng có nghe khi tiếng hà thường dèm pha tôi kiếp xương ca. Người đến đây đêm đêm phòng trà, đèn màu kết hoa thương yêu mặn mà. Tôi xin người nhìn lên sân khấu, hãy tin tôi hơi lời ca. Dù năm đó người đã say chưa, ân tình này sao không gắn bó. Đời là những dòng nước vô tư, ta là thuyền sống đưa xa bờ. Người ngồi đó còn có nghe tôi, tâm tình này vươn lên đắm đuối. Người đừng trách một kiếp cầm ca, con tầm nào không muốn vương tơ. Người nói đi như tin người nghĩ, làm nghề sướng ca tôi mang tội gì. Hòa là có chăng tôi mang tội đời, làm cho nhân thế xa.
say mê. Người nói đi cho tôi một lời, rằng nghề xứng ca tôi không làm loài. Ta ơn người phần tầm tôi muôn kiếp vương tơ cho đời vui. Chứ để hứa với bên người trưởng ban tổ chức là mình có mặt 5 giờ bây giờ mình ráng sẽ các bạn càng sớm càng tốt đã thì trưởng ban tổ chức cũng yêu cầu là có mặt sớm là tại vì nhà hàng khi mà họ đưa đồ ăn ra họ đưa ra một loạt luôn chứ không có như là họ chờ đợi được không thôi chúng mình được đó, chúng mình chơi tới 7-8 giờ tối rồi chơi nó thôi em đến 4-5 giờ đi đến 7-8 giờ không được đâu đó thành ra tụi em với Cường với Hồng Vĩnh mới tranh thủ càng sớm như thế này để coi như là mọi việc nó xong cho nó hoàn tất rồi anh chị em cũng được ca nhiều nữa vâng, chúng mình có mặt giao lưu với các anh chị với các mọi người các chị với anh Dung Phan với anh Quốc Nguyễn trước khi chúng mình từ giả cho đến tuần tới thôi mà thì khoảng tí xíu nữa là nghịch hạ mọi người đến 3 giờ đến đây rồi tức là khoảng chừng 4 mấy phút nữa thôi bây giờ mà mình với chương trình tranh thủ ca những bài nhạc mà yêu cầu nhưng mà mặt trước hôm nay mọi người vô thì chúng mình chỉ được một bài thôi thì chúng ta nói chương trình văn nghệ nha tác phẩm đêm vũ trường đêm yêu trường. Cầu bởi em Út Nguyễn ôi chị tình yêu em Út Nguyễn nghiện cắm rồi vậy là sướng quá rồi rồi xin mời Hồng Vinh ca nhạc phẩm này xin chào tình yêu Hồng Phú nha vâng Hồng Phú vô được rồi
đến trường. Anh đón em, mình nép vào nhau dưới hoa đèn màu. Mình lướt nhẹ theo tiếng ca ngọt ngào, nụ hôn đón chào. Thế gian đầy mê say, nhưng thế gian thường chê bai. Đời còn gì đâu ngoài cờ vô nghĩa lúc ta buông lời vòng tay. Vũ trường có em đây, rót ly rượu đầy anh uống cho say. Hỡi em dĩ vãng là mơ, tương lai nào chờ. Từng đêm đường vắng mưa khuya, từng đêm về với cô đơn. Em muốn khóc anh muốn kêu lên cho nghẹn ngào xối hờ. Khi thấy em lặng lẽ từng đêm phân son nhạt nhòa, lặng lẽ từng đêm khói bay mịt mờ ngồi nơi vũ trường. Biết anh còn yêu em hay biết sau này xa nhau. Đừng làm khổ thêm, đừng xem em như cánh chim hoang bay về đêm. Tương lai nào chờ. Từng đêm đường vắng mưa khuya, từng đêm về với cô đơn. Em muốn khóc anh muốn kêu lên cho nghẹn ngào dối hờn. Anh nghĩ gì khi thấy em lặng lẽ từng đêm phân son nhạt nhòa, lặng lẽ từng đêm khói bay mịt mờ ngồi nơi vũ trường. Biết anh còn yêu em hay biết sau này xa nhau. Đừng làm khổ thêm, đừng xem em như cánh chim hoang bay về đêm. Biết anh còn yêu em biết sau này xa nhau. Đừng làm khổ thêm, đừng xem em như cánh chim hoang bay về đêm. Đó là bài nhạc yêu cầu của anh em Út Nguyễn. Mới chiều hôm nay hôm nay anh mà mới biết rồi là anh Cao liền lập tức mà mình xin chào em Hồng Vũ, chào em Dung Phan, những tình yêu đã đến với Hoàng Vinh chiều hôm nay. Chiều California một chiều cũng thật như những buổi chiều thứ bảy khác, thật là buồn. Và xin mời các anh chị bàn nhạc kế tiếp. Trong thời gian chờ đợi này thì anh Hoàng Vinh cứ chơi lúc 6 bài luôn, hội ca sĩ vô là Hoàng Vinh chỉ còn một bài thôi nha. Cảm ơn Dung Phan đã khen anh quá tuyệt vời, anh chỉ vui chơi thôi. Và bản kế tiếp là bản xin còn gọi tên nhau, cũng yêu cầu với Mất Nguyễn và một sáng tác của Trường Sa. Tiếng hát bay trên hàng phố vòng vòng, chiều đông đưa những bước chân đau mòn. Chợt nghe mùa thu
nào rằng rồi cũng xin qua rồi. Để lỡ ngày sau khi ta cần nhau, còn nuôi chút em vui ngày đầu, cho mình mãi coi thấm bên nhau. Cảm ơn Kim Phan, Andy. Vâng hoang vu từ lúc em đi, rồi trong mưa gió biết ai vô bề. Bàn tay nào đưa em trong lần vui, bằng những tiếng chim non thì thầm cho ngày tháng phiền em qua. Đôi tay nên thầm hờn dỗi mình, cho tình càng thêm say. Tiếng hát ru em còn đôi trên môi, lời nào sang rồi cũng xin qua rồi. Để lỡ ngày sau khi ta cần nhau, còn đôi chút em vui ngày đầu, cho mình mãi coi thầm tên nhau. Để lỡ ngày sau khi ta cần nhau, còn đôi chút em vui ngày đầu, cho mình mãi coi thầm tên. Chạm thiền lê ti à, Duy Cường sau đây mà Vinh thêm hai ba bài nữa tới phiên Duy Cường nối nối gót của anh Hoàng Vinh nhá. Rồi chúng mày các bạn giải tiếp, xin mời quý vị anh chị em hãy đi tiếp sau với bài Trong Nỗi Nhớ Muộn Màng sáng tác của Ngô Thị Minh. Đêm đau thấy
dù trăm năm trôi nhà trên phím đàn, anh vẫn còn tưởng nhớ người yêu xưa. Ngày tháng hà buồn vương tóc mềm, mây lang thang bên trời một bóng, chuông giáo đường còn vang tiếng trần. Em ở nơi đâu có thấu tình sâu? Cũng còn những tình yêu bên mà bên đây, cũng còn Dung Phan, cũng còn Hiền Lê Ti. Anh chào Dung Phan, không được Lê Ti. Cảm ơn nhà Hiền Lê Ti đã cho anh một cái bông hoa thật là lớn, và Dung Phan có tặng nhiều cho. Trôi khắp trời em ở nơi đâu có nhớ tình sâu? Ở nơi ấy mây mùa thu có buồn, em có còn ngồi đêm lá thu rơi? Em có còn mơ say trăng vui mộng? Em có còn ngồi nhớ đến anh không? Tìm đâu thấy con đường xưa gió lòng, và tà áo em mềm trong nắng hồng. Dù trăm năm trôi nhẹ trên phím buồn, anh vẫn tưởng nhớ người yêu xưa. Ngày tháng hà buồn vương tóc mềm, mây lang thang bên trời một bóng, chuông giáo đường còn vang tiếng trần. Em ở nơi đâu có thấu tình sâu? Em ở nơi đâu có thấu tình sâu? Em ở nơi đâu có thấu tình sâu? Bài nhạc cái tiếp này rất là khó ca, nhưng mà thôi cũng trong buổi chiều ngày hôm nay bài nhạc cái tựa đề là một lần. Trên lối nhỏ ngày nào chúng ta đã từng đi qua, những cánh mộc lan đã rừng, những giọt nắng cuối cùng đã tắt, chúng mình đã trễ một mùa hoa. Anh mơ ước một lần, chỉ một lần anh và em sẽ không bao giờ chia lìa. Tình yêu còn mãi, tay trong tay dạo bước trên lối mòn kỷ niệm, như thế chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, trao cho nhau những yêu thương, những ngọt ngào hạnh phúc. Nhưng cuối cùng anh vẫn
không giúp được em. Những giọt nước mắt rơi chiều nay lần cuối, vĩnh viễn cho cuộc tình này, vĩnh viễn cho cuộc tình anh và em. Mình đi lại đường xưa không em, dù đã chết mùa hoa không về nữa, và cho tôi đã thấy mùa mưa nắng đi lại một lần rồi mãi mãi xa xăm. Một lần nào mình ôn lại giấc mơ nghe em, thành thang bước vui buồn trong tay nắm, dấu xưa nồng nàn tận cùng là vị mặn của giọt lệ buồn mãi là dấu chấm năm. Lần nào mình hứa chỉ vui thôi em, đừng để bóng tối sân sâu trong thình lặng, dấu dương ngọt bồi tận cùng là cây đắng, vẫn là vui rồi vĩnh viễn cách ngăn. Info, Bianca Info, Villa Plan Group, Zonira Montoya, Colibera Contra Sanguston, Palatis Sanguston Boulevard, Abadou Lavoie, Je serai tout seul dans la rue. Et tellement froid. Một lần nào mình hứa chỉ vui thôi em, đừng để bóng tối sân sâu trong thành lòng, sâu sương ngọt bồi tận cùng là cây đắng, vẫn là vui rồi vĩnh viễn cách nhau. Một lần nào một lần thôi em, mình bên nhau cho trăng gió xôn xao, rồi mai xa khi trăng ghé bên thềm, gió reo buồn anh bên thềm anh nhớ em, gió reo buồn bên thềm anh nhớ. Và một bài nhạc kế tiếp thì cần skip các bạn. Nông hay không xưa. Bài kế tiếp mấy bài đó. Bây giờ mà lên xin trả lại microphone cho Duy Cường.
năm bài nhạc chiều nay cũng đã đủ cho mà bên chào coi như chào vui với các chị em cũng như là chào tạm biệt buổi chiều ngày hôm nay. Bây giờ Duy Cường sẽ bắt đầu chương trình của nó một ba bài nhạc. Bài nhạc đầu tiên Duy Cường sẽ ca bài Hoa Tiếng Ngày Xưa, một tác phẩm của Hoa Bình không biết. Duy Cường xin chào tất cả các anh chị. Để em coi lại coi. Hồi nãy giờ xin chào tình yêu Julie Lâm, xin chào tình yêu Andy Nguyễn và xin chào tất cả mấy chị rất là nhiều nha. Cảm ơn tất cả mấy chị đã thức dậy rất là sớm và cũng bỏ thời gian nhiều để ủng hộ cho em và Hoàng Vinh. Và bây giờ thì trong cũng thời gian như là gọi là mình cũng tương tác với nhau, mình cũng làm một cái gì đó cho nó rút cái thời gian cho nó ngắn gọn. Đó thì để mấy anh chị em tới rồi mình cũng vút ngựa tri phong, mình như là tóc tóc bất tóc tóc bất dục đánh cho nhanh, rút cho nhanh, rút cho gọn. Rồi ok thôi, bây giờ cũng Duy Cường cũng xin trình bày nhạc phẩm Hoa Tiếng Người Xưa. Thì trong thời gian này thì chị Ngân Hà với Thắng cũng chuẩn bị mấy cái bài nhạc của mình trong cái chương trình của mình sẵn nè. Rồi tại vì chị Ngân Hà cần phải hát trước để mà thay đồ búa như cái bài nhạc Em Đi Hát Hỏi Trăng Rằm, và cái bài thứ hai là Tình Trạng Y Thiếp. Đó, một khi mà chị mà trình diễn xong rồi thì nó khỏe hơn, chị có thời gian thay đồ nhiều hơn. Đó thì hai cái bài nhạc của chị, đầu tiên là Giọt Buồn Không Tên và cái nhạc phẩm thứ hai là Ừ Thì Thôi. Đó, không phải phải Ngân Hà là Ừ Thì Thôi với lại nhạc phẩm Tuổi Mộng Xứ Lâm đúng không? Và đó thì hai bài Ừ Thì Thôi là bài đầu đó nha. Mẹ em không biết là chị muốn thay đồ gì không, cái đó để em cho có quyền chị tự chọn. Đó, chứ một khi chị với là chị Nhật Hà thì chút nữa có quyền ưu tiên là hát trước. Đó, cho mấy anh chị bây giờ em có quyền ưu tiên là ca trước, em đợi ta đến hát ca luôn. Bây giờ là bây giờ em ca chứ đỡ không là chút nữa bây giờ làm lại vô là chị vô coi như dẹp như cùng một bên này. Rồi bây giờ xin mời chị Thành Hoàng Vinh không lắm, bây giờ anh ca trước là như vậy. Rồi bây giờ Vinh Hoàng Vinh anh chỉ cần xin bài nhạc phẩm Hoa Tím Ngày Xưa, xin mời quý chị cùng thưởng thức ạ. Hoa chưa đến nha, và chị Nhật Hà cũng chưa đến, tại vì em và Hồng Vinh vô sớm thôi. Em nghĩ khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ nữa là tất cả anh chị em các mặt đầy đủ ở đây rồi ạ. Rồi từ đó
Hãy
quạt đêm đường vắng tênh, chỉ còn em với anh. Duy Cường thì đa tài lắm, nhạc bolero cũng hay, nhạc tình cảm hay, cải lương cũng hay, nhạc remix cũng hay, cái gì cũng hay, mà múa cũng đẹp cũng giỏi nữa. Quý vị đã thấy Duy Cường trình diễn mấy bài múa chưa? Múa cái gì cũng giỏi trơn trời. Bây giờ là sống sau dồn sống trưa sống trước rồi. À, bây giờ chỉ có nhà chắc vài năm nữa ca nhạc tình cảm hay ông Hoàng Vinh, là Hoàng Vinh không mau mà leo trên núi trở lại học võ trở lại, chứ kiểu này chắc càng ngày càng thua. Chà, rồi bây giờ Duy Cường ca nhạc phẩm mà nhớ nhau hồi thì bắt đầu là bây giờ là chị Ngân Hà và Thắng chuẩn bị nha. Sau nhạc phẩm này là chị Ngân Hà và Thắng chuẩn bị giùm em ạ. Rồi bây giờ chúng ta cứ vô chương trình luôn, càng sớm càng tốt. Rồi chút nữa nhạc Hà tới thì em cũng cho nhạc Hà hát luôn. Dạ, cho nó xong sớm nha. Rồi xin mời quý chị thưởng thức nhạc phẩm. Trong thời gian em ca thì chị Ngân Hà Văn Thắng là ơn share giùm mặt lấy giùm share giùm mặt. Dạ, cảm ơn tất cả quý chị rất là nhiều. Sao hết vẫn còn
ở nơi nào có con mùa xuân không Staples places your work above everything. Rồi bây giờ tới phiên chị Ngân Nga với một cái nhạc phẩm Ừ Thì Thôi. Thì bây giờ chúng ta lại vô cái chương trình luôn nha với chị. Vô luôn chứ để hồi một chút xíu. Nhưng mà chúng ta mix map. Nhưng mà trong khi những ca sĩ kia đến thì bên ngoài cười vì cứ thế mãi thôi. Cho chị Ngân Nga hai bài luôn lúc kia. Nhá. Không để chị cứ thay đồ sao sau chị đã tên thắng. Ok. Right. Yes. Xin mời quý chị thưởng thức nhạc phẩm Ừ Thì Thôi.
này xin mời ông Thắng với nhạc phẩm Bến Thượng Hải. Xin mời quý chị cùng thưởng thức nhé.
Và kế tiếp xin mời quý chị thưởng thức nhạc phẩm Ngày Xưa Anh Nói, sáng tác của nhạc sĩ Vũ Đức Hảo và tiếng hát của tình yêu Nguyễn Thủy. Xin mời quý chị cùng lắng nghe nhé. Sáng người thêm.
không muốn đường xưa vậy, đã hát nhà bài khúc như đi rồi xong chẽ đường xưa thì cho đi lại cái đồng. Rồi bây giờ vô chương trình luôn đi. Dạ, bây giờ Duy Cường xin được bài nhạc phẩm mà khóc cho người đi. Xin mời chị cùng thưởng thức nhé. Trên đường về
anh chị đang thưởng thức nhạc phẩm Đường Xưa sáng tác của nhạc sĩ Quốc Dũng và tiếng hát của chị đẹp Nhạc Hà đã vừa gửi đến cho tất cả quý chị cùng thưởng thức vào ngày thứ bảy cuối tuần nhé. Cảm ơn tất cả quý chị đã có lời khen đến Nhạc Hà. Rồi anh xa thôi thong thoa bao lần tóc em bay dài thấy bóng dáng yêu thương ngày mai. Xin mời anh Nhật Linh chuẩn bị nha. Sau bài nhạc anh Hoàng Vinh, xin mời anh Nhật Linh chuẩn bị giùm em ạ. Tất cả anh chị em khi chị Bạch Yến tới thì chúng ta chuẩn bị nhạc phẩm Hát Hỏi Trăng Rằm nha. Bài này anh Vinh không tập vợt mà có sai thì chịu nha. Anh bảo là chấm lại là chơi luôn đó em nhìn lên đi. Xin chào chị Lan Nguyễn, xin chào chị Trúc Trăng. Wow, xin chào chị Kim Thí Phạm và xin chào tất cả quý chị nhé. Cuối cùng rồi mình vẫn thế, khóc chi em, khóc chi em cho phải mà được gì. Giọt lệ này đành để mai đây, về cùng người không giữa thêm vui. Hơi đau, hơi đau mà xót thương thân anh. Những ngày còn nồng ân ái giữa đời ta đã bao cách biệt trong lòng chung. Người thì mong một trời cao xanh, người thì còn trắng áo tay chân. Nên anh đã biết đường ngày nay. Em ơi, anh vẫn biết rằng con chim quý phải ở lòng sâu. Anh không tránh mà em vội vàng, mà em ơi, anh chỉ trách em, chắc em sao em không nói thật lòng, sao em gian dối để làm gì? Hãy nhìn một lần sau cho chân đi bôi uống đi em, sao em lặng lẽ nhạt nhòa. Cuộc
đường tàu bên máy sân ga. Xin em xem anh như một gái nhỏ dọc đường. Tình là hoa đỏ, nắng tươi đã nhiễm rồi tàn.
Duy Cường xin chào tình yêu Vân Nguyễn, và xin chào tình yêu Vinh Duy Nguyễn, và xin chào tất cả quý chị nhé. Quý chị đang thưởng thức nhà phẩm Chuyện Bao Một Lê, sáng tác của nhạc sĩ Vân Kỳ và Dạ Cầm. Cảm ơn chị Trúc Trần và chị Thủy Tiên và Mã Tiên Hồng cho nàng là chính nữ thân mong đôi vai gầy, một làn môi đỏ mắt chưa bắn được vì ngại, chân dung son gót nhỏ đi tìm hương vấn cho đời, trời xanh đã an bài. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Rồi sau đây xin mời quý anh chị thưởng thức nhạc phẩm Biển Tình qua tiếng hát của anh Thắng sẽ gửi đến cho tất cả quý anh chị cùng lắng nghe. Xin mời chị Nguyễn Thị chuẩn bị. Sao Biển qua tiếng hát của chị Nguyễn Thủy sẽ gửi đến cho tất cả quý chị cùng lắng nghe. Xin chào tình yêu hoa Quỳnh Mai nhé, và xin chào tất cả quý chị.
Thì Hoàng Vinh cover chương trình văn nghệ cho đến khi các chị ready.
Thành ra Duy Cường, các anh chị nào có bài bây giờ Đồng Hòa Bình không nhận bài yêu cầu nữa. Bây giờ nãy giờ bài yêu cầu là bài Ngày Vui Qua Mau, thì mình sẽ ca Ngày Vui Qua Mau và cô vợ cho đến khi nào các anh chị ra đi. Là các anh chị làm ơn thay quần áo cho chuẩn bị cho nhạc phẩm Tháp Bạc Trăng Rằm. Và nhạc phẩm của chị Kim Qua là Tình Chợt Ý Thiết, chỉ đến đây kịp thì chúng ta trình diễn, không đến đây kịp chúng ta không trình diễn bài đó. Vậy thôi, bây giờ mà bên hướng về sân khấu nha các anh chị, với nhạc phẩm đầu tiên bài Duy Cường, bài đúng mà nói nó toàn một lời. Dạ dạ. Xin mời quý chị thưởng thức nhạc phẩm mà Nói Với Anh Một Lời. Oh,
hơn một lời. Người ơi. Và bài nhạc thứ hai không ngừng chuyển động với biểu tượng của những bước tiến liên tục. Chiếc RX do Lexus thiết kế, thuê dài hạn chiếc 2021 RX 350 chỉ 449 đồng một tháng cho 36 tháng. Dành cho em đam mê đắm say kim kim, em ơi tìm đâu xa nữa em ơi. Cuộc đời không đẹp như mơ, đau thương dối dàng từng giờ, yêu đương thoáng như làng mây bay qua. Bỏ quên ngôi gió, rời xa dòng bão vui nhớ.
ngày vui là đây. Bây giờ Hoàng Vinh sẽ ráng cho thêm hai bài nữa theo yêu cầu của khán giả, và sau đó cho Trinh Nhật Linh là chấm dứt chương trình văn nghệ chiều hôm nay. Of ADT, it's safe to say, hey Google, unlock the front door. Như chẳng hoan hồn
trên sân khấu với chương trình Nghĩa Quân Nhật Linh. Sau Nhật Linh là hai bài của Hoàng Linh là có thể bài cuối cùng của chương trình chiều hôm nay. Hoàng Linh đang đợi mọi người chuẩn bị CD để thay đổi cho hai bài múa, nếu kịp chúng ta trình diễn nơi này, không kịp chúng ta trình diễn ở ngoài nhà hàng. Mọi người đều không biết Hoàng Linh, người thì có và cái đầu không có, cái nhóm Hoàng Linh như thế. Người thiếu cái này, người thiếu nọ, người đều không ready, không chuẩn bị. Thành ra thông cảm cho Hoàng Linh phải chạy show như thế này. Người thì lớn lắm, cao lắm, nhưng cái đầu không có, khổ như vậy. Bây giờ tới anh Trung Hoàng, mời anh Nhật lên sân khấu ạ. So you can go at the very bottom of the app that says sell, but you can list your own item. All you have to do is take some pictures of it, set your price, so people can make offers on what you're selling. Thank you.
đi về sáng đã kết thúc cho màn nghệ của chiều của Việt Anh Thân Trúc chiều hôm nay. Hoàng Vinh và Duy Cường và các anh chị em nghệ sĩ của Việt Anh Thân Bánh xin gửi lời cảm ơn sự ủng hộ của cả nhà. Hôm nay cũng xin lỗi mọi người là chúng ta vào chương trình rất là sớm, sớm hơn 2 tiếng đồng hồ theo dự định, từ 2 giờ thay vì 4 giờ, thường thường là 4 giờ chúng ta bắt đầu, nhưng mà hôm nay 4 giờ chúng ta phải cắn răng mà chịu đựng và phải sai óp thôi, tức là phải chia tay tạm biệt với mọi người. Tại vì nhóm Hoàng Vinh và Duy Cường và các anh nghệ sĩ phải đến nhà hàng Sàn Kỳ, hôm nay là ngày giỗ tổ về văn nghệ do tự tổ chức của chị Kim Đi Vương, mời đưa cả nhóm đến nhà hàng của chị để trình diễn một vài giờ tuần cả lương cũng coi như, hay là một vài bữa tuần nhạc đó cho nhân tiện cái ngày rằm tháng 9, tháng 8 nay, ngày Tết Trung Thu. Các anh chị thấy là mọi người bận quần áo ta đầy đủ ở đây, nhưng mà phải biết nói rồi, người thì đầy đủ mà cái đầu thì không có, nhưng còn thiếu người phải, mà thiếu chị và Yếm là không làm gì được. Nếu mà tới rồi thì chúng ta trình diễn một bài múa để mà chúng ta xem có tuyệt, các anh chị xem có đại có hay không. Không hay thì một bên không đưa ra ngoài trình diễn ngoài cộng đồng đâu, phải cho thật là trúng, mà sai thì không chấp nhận. Đây là bài hát Hồ Trăng Rằm, mà tí xíu nữa mà bên mình Duy Cường đem ra ngoài cộng đồng để mà giúp, coi như là biết bao lâu rồi chúng ta trốn ở trong thành phường, trong nhà khoảng 1 năm rồi, bây giờ sau 1 năm thì Covid đã hết rồi, bớt rồi chứ phải là hết rồi, thì các anh chị em nghệ sĩ có cái dịp tập trung lại với nhau, nhà hàng bắt đầu mở ra rộ ra và chúng ta có dịp gặp nhau và chúng ta trình diễn những gặp gỡ nhau, get together với nhau để mà trình diễn những bài nhạc như thế này đến với cộng đồng. Thì mấy tháng trước Hoàng Vinh nói rồi, một khi cộng đồng mở cửa rồi thì chương trình của Hoàng Vinh và Duy Cường sẽ bị cắt ngắn đi rất nhiều, tại vì nhóm Hoàng Vinh và Duy Cường có rất nhiều show ở ngoài cộng đồng lắm. Bây giờ các chị ready chưa? Ready. Đây trong này. Cường đâu? Đây. Thì chụp bên bốn cái nón đó. Và bài múa đầu tiên mà Vinh muốn dự bộ sân khấu này để trình diễn với mọi người là bài múa Hát Hội Trăng Rằm. Thì do trình diễn của sự trong sân khấu sẽ Hoàng Vinh và Duy Cường sẽ ca bài nhạc này, và mai mà chúng ta có 4 cô tiên nữ trên mời đứng xếp hàng. Thì bây giờ thì không có tiên nữ trẻ, thì ta lấy tiên nữ lớn tuổi một tí xíu cũng không sao, miễn là tiên nữ là được rồi, phải không ạ? Chị thấy cái bảo già, nhưng mà nên nhớ rằng các anh chị đứng làm sao cho ngoài mình thấy, nhất định không núp sau lưng, không núp sau lưng nhé. Và bây giờ các chị hướng về sân khấu với phần trình diễn của chị của Ngọc Hà, của Ngân Hà, của chị Mộng Thúy cũng như chị Bạch Yến trong nhà phẩm Hát Hội Trăng Rằm và chị lời ca của Duy Cương, xin mời anh chị cùng thưởng thức. Và nhà phẩm đây là nhà phẩm cuối cùng để chúng ta chào tạm biệt tất cả quý chị nhé. Yeah.